Chào mừng quý vị đã đến với một điểm tin giáo hội Việt Nam của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Tin giáo phận Xuân Lộc Thánh lễ khởi đầu sư vụ mục tử giáo phận Xuân Lộc của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân vào lúc 8 giờ 30 ngày 3 tháng 3 năm 2021, toàn thể giáo hữu giáo phận Xuân Lộc cũng như nhiều người công giáo trên toàn thế giới đều hướng về nhà thờ chánh tòa Xuân Lộc để tạ ơn và chúc mừng ngày khởi đầu sư vụ mục tử của đức cha Do An Đỗ Văn Ngân. Quý giám mục, quý linh mục và các tu sĩ nam nữ cùng đại diện thành phần dân chúa hiện diện từ rất sớm để diễn tả niềm vui và lời chúc mừng. Vào lúc 18 giờ ngày 16 tháng 1 năm 2021, Văn phòng báo chí tòa thánh Vatican công bố việc nhận đơn nghỉ hưu của đức cha Du Xe Đinh Đức Đạo và bổ nhiệm đức cha Doan Đỗ Văn Ngân chính thức làm giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc. Giám mục là nguyên lý của sự hiệp thông để chăn dắt cộng đoàn dân chúa nơi mình được trao phó. Giám mục nhờ sự công tác của linh mục đoàn để tập hợp tất cả thành phần trong thánh thể và tin mừng. Trong chính giáo phận của mình, giám mục nhậm chức theo giáo luật kể từ lúc Ngài Đích Thân hoặc nhờ đại diện trình tông thư cho ban tư vấn trước sự hiện diện của trưởng ấn tòa giáo mục và vị này lập biên bản về việc nhận chức linh mục cao niên nhất trong số các linh mục hiện diện phải lập biên bản về việc nhậm chức và việc nhậm chức theo giáo luật được khuyến khích được thực hiện trong một nghi thức phụng vụ tại nhà thờ chánh tòa trước sự hiện diện của hàng giáo sĩ và giáo dân và hôm qua ngày 3 tháng 3 năm 2021, tại nhà thờ chánh tòa Xuân Lộc, thánh lễ khởi đầu sứ vụ giám mục chánh tòa của Đức Cha Doan Đỗ Văn Ngân. Do tình hình dịch bệnh COVID nên thánh lễ chỉ giới hạn trong những thành phần cần thiết và khách mời quen thuộc. Niềm vui cho toàn thể giáo phận Xuân Lộc trong thánh lễ, nghiêm trang và gần gũi. Các linh mục, tu sĩ và đại diện các thành phần dân chúa đều mang khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh khởi đầu thánh lễ là nghi thức nhậm chức của đức cha Gioan. Sau khi đức cha ký tên vào biên bản nhận chức, ngài chính thức thi hành quyền giám mục giáo phận của mình. Đại diện các thành phần chân chúa dân hoa chúc mừng và bày tỏ tình hiếu kính với vị chủ chăn. Kết thúc nghi thức nhậm chức là thánh lễ mừng kính thánh du xe để tạ ơn ngày trọng đại của giáo phận. Trong bài giảng của Đức Tổng Giáo mục Du Xe Nguyễn Năng, đại diện dân chúa chúc mừng và cầu chúc sứ phụ của Đức cha Doan. Đức Tổng nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng của sứ vụ đó là lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa. Đó là giúp cho toàn thể dân Chúa lắng nghe tin mừng và trở nên thánh thể, mình và máu Chúa Kitô. Đức cha Du Xe Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đại diện quý đức cha nhắc lại lời chào và chúc mừng. Đức cha cũng chúc mừng giáo phận Xuân Lộc có được vị mục tử văn võ song toàn và đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam ngài gửi đến đức cha Do An, đức cha Du Xe Đức cha đa minh những bó hoa tươi thắm. Tin dịch bệnh COVID tại Việt Nam Đợt bùng phát dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 28 tháng 1 năm 2021 vẫn còn đang tiếp diễn. Trước tình hình đó, nhiều giáo phận công giáo tại Việt Nam đã ra các thông báo hướng dẫn sinh hoạt một vụ thích hợp để cùng chung tay phòng tránh dịch bệnh trong đợt bùng phát này để giúp các tín hữu biết rõ hơn về tình hình dịch bệnh COVID-19 và các hướng dẫn của Giáo hội Việt Nam. Chúng tôi xin được tổng hợp các thông báo của các giáo phận theo danh sách dưới đây trong một tháng qua. Ngày 21 tháng 1 năm 2021, Giáo phận Hải Phòng thông báo về thánh lễ trực tuyến trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19. Trong thông báo, giáo phận đã hủy bỏ ngày gặp gỡ tất niên như dự tính và hướng dẫn chu toàn lễ Chủ nhật và lễ trọng bằng cách tham dự thánh lễ trực tuyến. Tổng giáo phận Sài Gòn thông báo phòng chống dịch bệnh tại các cộng đoàn. Trong thông báo lưu ý đến việc người về từ vùng dịch hãy khai báo sức khỏe. Những người có bệnh về hô hấp hay tiếp xúc với người nghi nhiễm tránh đến nơi công cộng, hạn chế các hoạt động đoàn thể không cần thiết và các hoạt động phải tuân giữ các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Giáo phận Bắc Ninh thông báo và lưu ý một vụ Thời gian Tết Tân Sửu 2021, tạm hoãn các hoạt động mục vụ theo chương trình của giáo phận nơi cấm tập trung đông người có thể cử hành phụng vụ lời Chúa ngắn gọn và nghi thức hiệp lễ. Người có lý do chính đáng có thể cử hành phụng vụ qua phương tiện truyền thông. Nơi nào bị cách ly thì cá nhân, gia đình cầu nguyện cho nhân loại trong hoàn cảnh khó khăn. Ngày 31 tháng 1 năm 2021. Giáo phận Cần Thơ Thông báo về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thông báo nhắc lại tinh thần của Bộ Y tế thực hiện yêu cầu 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Nâng cao tinh thần cảnh giác, hạn chế các sinh hoạt không cần thiết. Ngày 1 tháng 2 năm 2021. Giáo phận Phú Cường thông báo về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Thông báo nhắc lại hướng dẫn của Bộ Y tế cho phép tùy hoàn cảnh địa phương cũng như lợi ích của cộng đoàn mà có hành động phù hợp. Giáo phận Xuân Lộc thông báo khẩn về việc phòng chống COVID-19, đeo khẩu trang và khử trùng khi tham dự thánh lễ, người diện cách ly và tiếp xúc vùng dịch cần khai báo y tế. Giáo phận Đà Nẵng thông báo tạm dừng các chương trình gặp mặt ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ và ban đại diện các hội đoàn cấp giáo phận. Ngày 2 tháng 2 năm 2021, giáo phận Phan Thiết thông báo tạm ngưng chương trình hành hương tháng 2 năm 2021. Giáo phận Hà Tĩnh thông báo về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhắc lại các biện pháp phòng dịch của Bộ Y tế và tạm ngưng các buổi quy tụ có tính liên xứ, hủy bỏ chương trình tất niên của giáo phận. Xin Thiên Chúa giúp mỗi người chúng ta sáng suốt nhận ra thông điệp từ đại dịch để chuẩn bị bước vào mùa chay thánh với tâm tình hoán cải. <laughs> Tin giáo phận quy nhân Thư một vụ mùa chay năm 2021 của Đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi gửi Cộng đoàn Dân Chúa giáo phận quy nhân. Trong thư một vụ mùa chay năm 2021 gửi Cộng đoàn Dân Chúa giáo phận quy nhân, Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi đã nêu lên ý nghĩa đích thực của ba việc làm trong mùa chay là ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Đồng thời, Ngài cũng kêu gọi mọi người ý thức và chuẩn bị tâm hồn để đón nhận những ơn lành đặc biệt trong năm Kính Thánh Giuse. Sau đây là thư mục vụ mùa chay năm 2021 của Ngài. Mời quý vị nghe toàn văn thư mùa chay. Anh chị em thân mến, trên đất nước Việt Nam, những ngày Tết của năm mới tân sửu đã trôi qua Giờ đây chúng ta cùng với toàn thể hội thánh khắp nơi hoàn cầu bước vào mùa chay thánh để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ phục sinh. Lễ phục sinh là ngày lễ lớn nhất và là mẹ của tất cả các ngày lễ trong năm phụng vụ. Vì đó là ngày kỷ niệm cuộc phục sinh của Đức Kitô đem lại ơn cứu độ cho toàn thể thế giới. Tầm quan trọng của đại lễ này đòi hỏi một thời gian chuẩn bị tâm hồn đặc biệt nơi toàn thể dân thánh chúa. Gọi là mùa chay, theo truyền thống của hội thánh, việc chuẩn bị tâm hồn mùa chay được thể hiện qua việc ăn chay, cầu nguyện và thực thi bác ái đối với tha nhân. Nhờ đó các kỳ tô hữu làm tươi mới niềm tin, hy vọng và tình yêu như chủ đề Sứ điệp mùa chay 2021 của Đức Thánh Cha Francisco. Việc ăn chay được thể hiện ra bên ngoài qua những hình thức tiết giảm và khoản chi tiêu như ăn uống, ăn mặc và mọi hình thức hưởng thụ vật chất. Động lực sâu xa cũng là lý do của việc ăn chay trong Kitô tô giáo là nhằm để thực hiện một sự hoán cải từ trong tâm hồn, để con người từ bỏ tội lỗi cùng với khuynh hướng xấu và thực tâm trở về cùng Thiên Chúa là cha yêu thương. Mà có người đã nhiều lần xa lìa hay phản bội khi phạm tội. Vì vậy, việc cần làm trước hết trong mùa chay là mỗi người chúng ta hãy quyết tâm từ bỏ tội lỗi giao hòa với Thiên Chúa qua việc ăn năn sám hối và xưng thú tội lỗi để làm tươi mới niềm tin của mình đối với Thiên Chúa. Ăn chay đi liền với cầu nguyện, bởi vì nếu ăn chay là hoán cải trở về với Thiên Chúa, thì cầu nguyện là sự kết hợp với Thiên Chúa và tạo nên một mối tương quan thân tình với người. Nhờ cầu nguyện, chúng ta gắn bó với Chúa nhiều hơn, biết được ý Chúa để đem ra thực hành. Đồng thời chính nhờ cầu nguyện, chúng ta hy vọng được Chúa ban ơn trợ lực để có thể sống thánh thiện và chu toàn các nhiệm vụ hàng ngày. Vì vậy, trong mùa chay này, mỗi người chúng ta hãy làm tươi mới niềm hy vọng của mình bằng việc siêng năng cầu nguyện riêng tư, cầu nguyện tại gia đình và nhất là cùng với cộng đoàn dân chúa, cầu nguyện tại nhà thờ và tham dự các cử hành phụng vụ. Ăn chay và cầu nguyện nhất thiết phải dẫn đến việc làm tươi mới tình yêu đối với tha nhân. Bởi lẽ qua việc ăn chay và cầu nguyện, chúng ta nay trở về với Thiên Chúa và gắn bó với Người thì đồng thời chúng ta phải cải thiện mối tương quan với tha nhân là hình ảnh của Người. Vì vậy trong mùa chay này, mỗi người chúng ta hãy thực thi bác ái với nhau qua việc hòa giải để xóa tan mọi bất hòa xung đột, chân thành đối thoại với nhau để hiểu biết nhau hơn, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau cả tinh thần lẫn vật chất, cụ thể như chia cơm sẻ áo với người nghèo khổ thiếu thốn, sẵn sàng giúp đỡ những người già yếu, bệnh tật, nhất là người đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ngoài ra, chúng ta sống trong năm đặc biệt kính thánh du xe, bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 đến ngày 8 tháng 12 năm 2021. Và trong mùa chay này, có lẽ trọng kính người vào ngày 19 tháng 3, năm kính thánh du xe đã được Đức Francisco thiết lập cùng với ơn toàn xá, để mọi thành phần dân chúa theo gương thánh cả củng cố đời sống đức tin hàng ngày trong việc thực thi thánh ý thiên chúa văn phòng tòa giáo mục quy nhơn đã gửi đến quý cha các văn bản của tòa thánh liên quan đến việc thực hiện năm đặc biệt này và thực hành để hưởng ơn toàn xá các văn bản này cũng được đưa lên website của giáo phận xin quý cha phổ biến rộng rãi cho các tu sĩ và anh chị em giáo dân đồng thời có sáng kiến thực hiện tại địa bàn mục vụ của mình trong suốt năm đặc biệt này. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, Xe, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và đồng hành với mỗi người chúng ta trong suốt mùa chay thánh này, giúp chúng ta thực hiện việc ăn chay, cầu nguyện và sống đức ái theo đúng ý Chúa để xứng đáng thông phần vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Một điểm tin giáo hội Việt Nam của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại